xinh tươi mùa xuân. Những cây hy hoan ca mừng mẹ thiên linh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa, hương thơm man mát. Con khắp bốn phương kính mừng mẹ, nữ vương nhân hiền. Mẹ là bông cúc vàng diễm lệ, đức khiêm nhường người sáng hơn trăng. Mẹ là hoa sầu thắm tim, đồng công cứu đời vẹn đức hy sinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa xinh tươi mùa xuân. Nhân thế hy hoan ca mừng mẹ thiên linh. Một trời hoa, một trời hoa, xinh tươi mùa xuân, nhân thế hy hoan ca mừng mẹ thiên linh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa, hương thơm man mát. Con khắp bốn phương kính mừng mẹ, nữ vương nhân hiền. Mẹ là hoa hồng thiên tươi thắm, đức trung kiên. Một trời hoa, một trời hoa xinh tươi mùa xuân, nhân thế hy hoan ca mừng mẹ thiên linh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa hương thơm man mát. Con khắp bốn phương kính mừng mẹ, nữ vương nhân mời cộng đoàn chúng ta hợp ý cùng với tất cả các em để dâng hoa kính Đức Mẹ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần sáng lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời. Trong lòng chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria. Chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành làm cho chúng con
được vui được cây thân lạy mẹ chúng con, con cháu e và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà, ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương hỡi ôi bà. Chúa bầu chúng con xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con con lòng bà gồm phúc là ôi khoan thay nhân thay dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Như Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ dâng hoa kính Mẹ của chúng ta giờ bắt đầu. Maria khoảng người hương nhân đức, mẹ đẹp xinh hơn cả muôn ngàn hoa, tỏa lung linh ánh hào quang thiên quốc, khắp trần gian yêu mến mẹ thiết tha. Kính thưa cộng đoàn, cùng với cả giáo hội, chúng ta hân hoan bước vào tháng hoa dâng kính mẹ. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã khẳng định, tháng năm là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Và Công đồng Vatikano thứ hai cũng đã nhắc nhở chúng ta, lòng tôn sùng chân chính không hề tại ở những tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại ở sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể hội thánh, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để dâng lên mẹ những đóa hoa tươi thắm, tượng trưng cho tấm lòng yêu mến của mỗi người chúng ta. Thật ý nghĩa, khi Tổng giáo phận Hà Nội vừa kết thúc công nghỉ giáo phận với chủ đề Canh tân đời sống đức tin, công nghỉ khép lại mở ra một hướng đi và cách sống đức tin cụ thể cho mỗi người. Đặc biệt, trong thư mục vụ mùa chay 2023, Đức Tổng giám mục Chu Xe không ngừng mời gọi các thành phần trong giáo phận canh tân đời sống đức tin cá nhân, để nhờ gương sống đức tin cá nhân, mỗi người trở nên cuốn tin mừng sống động giữa cuộc đời. Này mẹ Maria, xin mẹ thương đón nhận những tâm tình tha thiết của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết luôn nơi gương mẹ, không ngừng canh tân đời sống đức tin mỗi ngày, để hạt giống đức tin chúng con đã đón nhận nay được trổ sinh hoa trái rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn con đã kính dâng, phút giây là giây đẹp nhất, sắp qua là qua rồi, ước chi suốt đời đoàn con là tháng hoa tươi, kính dâng lên mẹ chiều thiên cho mọi người. Chúng con cảm tạ nữ vương, chúng con vui sướng bước đi là đi trên đường khiết trinh khiêm nhường, thờ kính mến thương đến mai sau đường về tới chính lắng nghe lời Ngài và từng khi sống đời bằng ai, nguyện như
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa như mẹ và biết noi gương khắp nhân đức của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con cùng bao ước nguyện của mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận Hà Nội. Xin mẹ dẫn dắt và đồng hành với mỗi người chúng con trên hành trình canh tân đời sống đức tin. Vì mẹ chính là trinh nữ của đức tin, để đời sống của chúng con được đổi mới mỗi ngày. Hầu hương thơm đức tin được lan tỏa đến cho mọi người trong thế giới. Chúng ta đọc một kinh sáng danh để xin kết thúc giờ dâng hoa và chúng ta để tiếp tục. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.